Số người chết trong vụ lật tàu du lịch trên sông Danh, Hubei, Trung Quốc đã tăng lên 431 người. Lúc này, lực lượng cứu hộ Trung Quốc đang mở rộng phạm vi tìm kiếm với hy vọng sẽ tìm được 11 thi thể còn đang mất tích. Theo kế hoạch, lực lượng cứu hộ Trung Quốc sẽ mở rộng phạm vi tìm kiếm khoảng 1.300 km dọc theo sông Danh. Hiện Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc đã yêu cầu cơ quan quản lý giao thông thủy, các công ty vận tải và thuyền bè phối hợp tìm kiếm những người còn mất tích trong phạm vi tỉnh Hubei, nơi con tàu bị chìm đến hạ lưu sông Huizhou của Thượng Hải. Cơ quan chức năng yêu cầu các phương tiện giao thông đường thủy đi qua khu vực này báo động khẩn cấp khi phát hiện thi thể trôi nổi. Đội khám nghiệm bắt đầu thu thập mẫu DNA để nhận dạng các nạn nhân, song hiện chưa rõ tiến trình này sẽ mất bao lâu.